đây là con thứ hai nha. Đây là con kiểu gì nó bự lắm hả? Ôi nó cũng ngon à. Đây này nó lôi, quá nó lôi vô cần câu, mình tưởng nó mất rồi, bây giờ nó lôi ra ngoài nha. Wow, quá trời ngon luôn. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục cái series là đi cắm câu ếch nha. Nhưng mà hôm nay Dương đi một mình. Thì em được đi quay bên kia rồi, đi quay một mình bên kia, Dương đi cắm câu ếch bên đây một mình. Thì hôm bữa Dương có làm 50 cái cần câu ếch này cả nhà. Đó. Thì Dương cũng làm một ít mồi. Thì mồi đây Dương tự làm nha, cá biển Dương chỉ bầm rồi Dương để ủ cho nó thối lên rồi Dương đem cắm câu chứ không có xài mà thú gì hết. Bây giờ Dương sẽ đi cắm câu nha. Không có bãi chấm cắm luôn á. Rồi, để Dương thấy đây cũng ngon nè. Đây cũng có bãi cắm nè, bây giờ Dương cắm đây nha. Đây có góc mương này, ở đây chỉ có góc mương này là chấm chảy thôi, giờ mình cắm đây luôn đi, đi đâu cũng mương giờ. Không biết là cần câu mình có cắm được xuống đây không nữa, tại vì đây toàn là đá. Có sình luôn á. Được được được, không sao. Ba chục phút mà Dương cắm chỉ mới được 5 cần câu thôi, còn 50 cần này không biết cắm bao lâu mới xong đây, mệt quá. Thì giờ Dương đi tranh thủ thôi.
Rất dép nữa. Dạ, đây có cái đường mòn nữa nè. Nào cũng có cái bẫy đây nè. Cắm được 7 cân câu thì trời tối rồi. Sáu giờ luôn họ cắm được mất á, 9 cần câu. Thì hiện tại hôm nay chắc thủ rồi, giờ Dương cắm được tới 6 giờ chỉ được có mới có chục cần câu à cô chú anh chị ơi. Thì chắc đêm nay Dương không đi thăm, thì sáng mai Dương sẽ thăm cho cô chú anh chị mình xem nha. Chứ chục cần câu này thì đi thăm đêm thì công quá. Là mình thử mồi đi, thử mồi của mình hôm nay đi, cắm chục cần này thử coi nó sao. Rồi ngày mai Dương sẽ quay cho sáng, Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem, chứ Dương thấy cũng mệt quá mệt. Đi làm về rồi 5 giờ mấy rồi, chạy xuống đây mới cắm được có chục cần câu, 6 giờ mấy rồi. Giờ 6 giờ mấy rồi, mệt quá. Rồi thì hy vọng là sáng mai chục cần câu này sẽ dính một hai con để mình có cái thành quả động lực của mình. Chứ giờ mệt lắm rồi, giờ Dương về. Giờ cũng trời cũng tối hù luôn, giờ đâu thấy đường gì nữa đâu cắm. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì nay là cuối năm rồi, Dương chúc cô chú anh chị một năm cũ đã qua, năm mới sắp tới nhiều sức khỏe và dồi dào. Tối qua Dương có cắm chục cần câu ếch đó. Sáng Dương đi thăm thử có cái thành quả gì không. Thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Chứ hôm qua làm về tối quá, cái đi trễ nên là cắm không có được nhiều. Đây một bé, một con nha. Một bé ở đây. Cần thứ ba rồi mới dính một con. Quấn lông cỏ hết. Tết không bữa tơ rồi, để một bé nha. Thì ếch này tơi không có bự không. Mới gì vẫn còn xong thì tiếp tục thăm tiếp nha. Đây là con thứ hai nha. Đây là con thứ hai. Ngon lành.
thấy ăn lưới đó dính cá sặc đó, chết xình chơi kìa. Câu cho ba, làm mồi cho ba ăn hả anh? Thấy hôm qua nó dính đi, chắc chiều qua em cắm câu hết, chắc tối em thấy nó dính ở đó rồi mà. Hai bé. Cũng em thả có chục cần, anh cắm có chục cần câu hết à. Cắm vòng đây à. Cắm có chục cần câu mà. 3 4 cái ao, ao có 2 cần, 3 cần. Ao cần 2 cần. Rồi sao thấy ghê vậy ta. Ủa, cần câu ở đâu ta? Ủa, cần câu qua cắm đang tiêu rồi ta. Mấy ai nhỏ rồi ta. Không tiêu rồi. Ê, dính 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 dính. Có nó lòi nhuột con câu luôn trời. Kiểu vậy nó bự lắm hả? Trời ơi, nó cũng ngon à. Đây này nó lôi. Nó hết nó lôi vô con câu. Mình tưởng nó mất không à. Bây giờ nó lôi ra ngoài nha. Wow. Nó. Con nữa là con thứ ba nha. Nó đã. Nó lôi ruột câu luôn, đất đầy đá không cho nên nó lôi câu ruột tự mất câu không chứ. Thêm một bé nữa. Wow, phải cắm được nhiều là ngon à. Ê. Wow, hết khủng chưa? Hết khủng luôn à, đó. Thì đây là con thứ ba nha. Tưởng nó lôi mắc cây câu, tưởng đâu mắc cây câu cho ai về nó lôi giục nhổ lên luôn. Không già luôn. Ồ, đây. Cũng chưa. Rồi thì mình cũng còn 2-3 cần nữa chứ không có nhiều, thì mình sẽ tiếp tục đi thăm thôi. Con chục cần mấy cái ao. Ê, 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 đây một bé nữa nha. Quá trời ngon luôn, nhàn que luôn nha. Thì cái bãi nó còn 3 cân nữa. Mới vô cần đầu tiên nó được một con rồi. Nó đã rồi hả? 2 cân qua đây nha. Kia này cần này thì phải là phải nha. Cần này không ăn luôn, còn ngồi nguyên luôn. Là tôi còn cắm đây nè.
Đúng rồi. Cái dấu kiên câu mình còn đây. Nó quậy tới một lỗ luôn hết á. Kiên câu mình đâu? Không hết đâu. Không thể nào lại đi xa được. À, tối qua mình có cắm đây một cần câu mà nó lôi mất tiêu cái cần câu rồi, nó quậy cái lỗ nè, cái lỗ cần câu mình nè. Vô đất ở đây nó không có chân, nó chỉ là đất bột thôi, nên là con ếch nó lôi được cần câu đi giống nãy rồi, mất cần câu nữa, mất con ếch luôn. Nó dính, nó dậm bấy dấu đây chân luôn nè, dấu cá còn, mình cầm câu còn nè, thì nó nhảy bấy dấu đây chân luôn nè, mà không biết là lôi cần câu mình đi đâu. À đây 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 đây. Trời ơi, nó ngồi im ghe. Đó, ngồi im ghe luôn. Nó lôi chứ lôi vòng nữa thôi chứ nó đâu xa được, tại vì nó có cần câu mà. Đây nha, ếch đồng nè, ếch đồng gặp gì nha. Rồi mình còn một cần cuối cùng nữa thôi. Rồi, chừng này thì quất rồi. Có dấu con gì nó cũng lên ăn nè, nhưng mà không phải ếch. Chuột đó. Đây. Thì đây là cái thành quả của Dương đêm qua nha. Đó, 4 cần cuối cùng là dính được 2 con. Nãy 6 cần kia dính được 3 con nữa, là 5, tổng cộng là 5 con. Đây, đây là cái thành quả cắp câu ếch của Dương tối qua nha. Thì qua Dương cắp được có chục cần thôi, dính được 5 con. Nếu mà cắm nhiều thì chắc cũng được, cắm hết 50 cần này chắc cũng được mười mấy 20 con á. Wow, ngon chưa? Rồi thì cái clip của Dương tới đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị clip sau đi. Chắc lần sau mình sẽ đi sớm xíu, mình cắm nhiều hơn xíu để cho nó dính nhiều hơn xíu. Chắc là sau Dương sẽ đi cắm lại, nhưng mà cắm đi cắm sớm xíu để cắm được nhiều câu hơn, có nhiều ếch hơn xíu. Đây, đó. Chắc cũng xém xém 1 ký, 5 con này xém xém 1 ký. Rồi, giờ Dương về thôi, hẹn cô chú anh chị clip.